Alo, cá nhà hạ lô 4 lần rồi. Ta 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 ta, anh em thấy chưa, quý vị thấy chưa? Ương cái dựng ương nữa, nó ngồi tỉa từ nhổ răng nó nhớ không, ngồi lấy nhíp mình nhổ răng đó. Ok, mình ương 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 loại. Ok. Loại mắc nhất thế giới thì nó lên được cây vậy nè, mà đằng này bỏ lần 2 hộp rồi đó. Mua Amazon về 2 lần luôn vẫn không lên, là tại vì mình nghĩ cái giống họ để lâu quá nó không đạt tiêu chuẩn nữa, giờ lên nó lên cái cây này nè, mà ương lần thứ 2 rồi với loại này không lên. Loại này là Fertila gì đây nè. Ok, loại 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, loại thứ 8 không lên. Tao kệ nó đi, lên nhiều chơi nhiều tưới nhiều, lên nhiều mình trồng nhiều, nhưng mà từ từ rồi mình sưu tầm không sao đâu, nó còn đó mà, sợ mình không có thời gian với không có sức làm thôi. Chứ đó, anh em thấy không, cái vườn ươm của mình nó là ươm như thế, ở dưới nó có cái độ hít ở dưới đó, rồi bây giờ mình tưới xong là mình cho nó ra ngoài đó. Ươm mình phải tưới như lan vậy đó, tại nó còn yếu lắm, nó còn nhỏ. Bây giờ mình tưới xong mình đem ra ngoài, giờ cho tụi nó quen với môi trường bên ngoài, đem ra ngoài vũ trụ anh em. Giờ là mình welcome tụi này nó tới cái trái đất này phải không, giờ là nó bắt đầu sinh sôi nảy nở rồi đó. Vài bữa nữa bắt đầu mình nhổ từ cây ra, mình chiết ra bầu lớn xong rồi ra chậu lớn, chứ cỡ này mà ra chậu lớn luôn không nổi đâu, nó còn yếu lắm đó. Giờ mình tưới xong rồi đó, hiểu là mình cho nó ra nha, đèn này là đèn lớn đó, giờ mình tắt mình không cần nữa, tắt cái đèn này cho nó lớn đi, LED đó. Ok, giờ mình cho nó ra. Đã chưa, rồi anh em thấy chưa, nguyên một dẫn nè. Đây là thánh rắc muối nha, người ta rắc muối mình rắc nước, thánh rắc nước. Nào đem lên đây sáng cho em coi cái này làm lên nè, giống cải bè xanh, cải non á, nhưng cái này là ớt nha, ớt loại cay nhất cho tới loại lạt nhất, có 16 loại, nhưng mà nó còn nữa, nó còn khoảng chừng 10 nữa rồi. Cứ cho đậm đà chút đi, là đem ra để ngày mai. Giờ không sao đâu, mình bỏ trong cái patio mình nó không có lạnh lắm, tối nay khoảng 4 mấy thì không đến nổi đâu. Đó, giờ cái máy máy ấp của mình giờ nó rảnh rồi, giờ mình làm mẻ khác. Mẻ này tạm thời mình để đây nè. Cái mẻ này nè, anh em coi gần lại con gái ha. Loại này loại cây thứ nhất nè, loại này nè, Carolina đó. Anh em coi tên từ đây nè, mình có viết đó. Tên nè, cậu kìa, coi tên nè. Chiếu tên coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 loại đó. Còn khoảng có 10 loại nữa. Còn có 10 loại nữa đó. Quay chậm chậm mới thấy chứ, coi được coi. Ta 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 ta. 10 loại nữa. Cái này ăn mà hả, cái mép không tét, không ăn tiền luôn, loại cay nhất mà. Cay nhất, cay nhì, cay thứ ba. 10 loại cay nhất thế giới đây. Cái này cay nhất thế giới nhưng mà là cay nhất của Việt Nam mình nha. Thành thử mình phải khi mà lên rồi nó mình thành collection luôn. Quên nữa, tưới cái lan mình chứ. Tưới cho sư đệ coi nè, hồi nãy tưới rồi đó. Ngày tưới 2 lần thôi, tốt quá. Để nó cái gì mà về tay của huynh là đỉnh không? Là tốt chứ. Ok, chương trình nương ớt nó vừa hỏng rồi đó, bữa nay ra rồi đó. Hẹn quý vị lại clip kế tiếp nghe quý vị. Thank you quý vị. Like, share, and đăng ký cho quý vị. Thank you.